Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một thông tin khá thú vị về cái remote. Chúng ta hay gọi là cái điều khiển của cái máy chiếu Panasonic. Panasonic là một trong những thương hiệu máy chiếu khá phổ biến tại thị trường Việt Nam. Vì chúng ta sử dụng máy chiếu vào các cái mục đích như xem phim dạy học hoặc là xem bóng đá thì đang trở nên khá phổ biến. Mỗi cái máy chiếu mới bán kèm thì thông thường là có một cái điều khiển kèm theo máy. Và trên cái điều khiển này có những nhiều tính năng mà có thể người sử dụng của chúng ta không để ý đến. Một cái phím khá quan trọng trên cái điều khiển đó là cái phím tắt mở nguồn, hay chúng ta hay thường gọi là phím power. Đối với hầu hết các cái điều khiển thì cái phím bấm này thường được đánh dấu vào cái màu đỏ, giúp chúng ta dễ dàng phân biệt với những cái phím khác. Phím này có cái tính năng chính là tắt máy và mở máy, đó là phím tính năng chính. Một cái phím không thể thiếu và nằm cạnh cái phím power, đó là cái phím auto setup. Với phím auto setup này cho phép chúng ta có thể tự động căn chỉnh cái khung hình lại trong một số trường hợp mà cái độ phân giải giữa máy chiếu và máy tính nó chưa được đồng bộ, thì sử dụng phím auto setup sẽ là một lợi thế. Các cái phím chọn tín hiệu đầu vào như phím computer 1, computer 2 là giúp chúng ta có thể chọn cái tín hiệu đầu vào bằng cái cổng computer 1, computer 2 tương ứng trên máy chiếu. Cổng HDMI là sử dụng cho những cái dòng máy chiếu Panasonic mà có cái cổng HDMI, và cổng video là sử dụng cho những cái dòng máy chiếu có cổng video. Ngoài ra đối với các cái dòng máy chiếu Panasonic mới thì có thêm các cái cổng USB giúp chúng ta có thể trình chiếu trực tiếp từ cái USB, thì ở đây có thêm cái phím là USB display. Đối với phím này thì cho phép chúng ta chọn tín hiệu đầu vào bằng cái cổng USB 2.0 trên máy chiếu Panasonic. Các cái phím tiếp theo khá quan trọng đó là các bốn phím mũi tên và phím enter. Thì đây là những cái phím cho phép chúng ta điều hướng cái menu của chúng ta chọn cái vị trí nào, và phím enter là cái phím xác nhận để chúng ta thực hiện một cái lệnh nào đó. Các cái phím khác như là menu là cho phép chúng ta tùy chọn cái menu, aspect là cho phép chúng ta chọn cái tỷ lệ khung hình. Thì tùy từng máy chiếu và tùy cái độ phân giải thì nó sẽ có cái tỷ lệ khung hình khác nhau. Ví dụ tỷ lệ khung hình phổ biến nhất là 43 hoặc là 16:9, 16:10 trên những dòng máy HD. Phím Keystone cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh cái chế độ vuông hình ảnh, tức là chế độ hình thang. Nhưng mà hầu hết những cái trên cái máy chiếu Panasonic hiện nay thì hầu hết đều có tính năng là tự động chỉnh vuông, cho nên là cái phím này đôi khi cũng không quan trọng lắm. Phím Info tức là viết tắt của Information cho phép chúng ta xem cái thông tin về máy, ví dụ như model máy, số series và số giờ đã sử dụng. Phím Pre này cho phép chúng ta đóng băng cái khung hình, ví dụ khi chúng ta đang trình chiếu hoặc là một cái video chẳng hạn, thì chúng ta muốn cho cái video nó dừng lại, hình ảnh nó dừng lại, thì chúng ta bấm phím này thì cái video nó sẽ tạm dừng lại trên cái màn chiếu. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta bấm phím này thì thực ra cái trên cái video trên máy tính là nó vẫn chạy, nhưng mà trên cái hình ảnh trình chiếu nó sẽ bị tạm dừng lại nhé. Khi chúng ta muốn trả về vị trí ban đầu thì chúng ta bấm lại một lần nữa. Phím AV Mute cho phép chúng ta ngắt hình ảnh trình chiếu, tức là ngắt toàn bộ hình ảnh trình chiếu lên. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái lệnh này thì máy chiếu nó vẫn hoạt động, nhưng mà cái bóng đèn nó phát ra một cái cường độ sáng nó thấp hơn và cái hình ảnh nó sẽ không trình chiếu ra. Phím P-Time này cho phép chúng ta xác định một cái thời gian trình chiếu cụ thể. Ví dụ khi chúng ta trình chiếu một cái thời gian, một cái video hoặc là một cái bài slide với thời gian nhất định là bao nhiêu, thì chúng ta sử dụng cái phím này để chúng ta ấn định cái thời gian. Phím LAMP này cho phép chúng ta tùy chọn cái chế độ hiển thị của bóng đèn, thông thường là chế độ Eco hoặc là chế độ Dynamic, tức là chế độ sáng và chế độ tối. Các cái phím còn lại như phím Daylight View là cho phép chúng ta có thể tùy chọn cái chế độ trình chiếu ban ngày đối với máy chiếu Panasonic. Phím D-Zoom, zoom cộng và zoom trừ, tức là cho phép chúng ta phóng lớn cái điểm ảnh, phóng lớn và thu nhỏ cái điểm ảnh tương ứng với hai nút cộng trừ. Và hai phím volume này cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh cái âm lượng của máy lớn hay nhỏ tùy theo cái yêu cầu sử dụng của chúng ta. Thì các bạn lưu ý thêm là đối với hầu hết các cái máy chiếu Panasonic có mặt trên thị trường hiện nay thì cái việc tắt máy là các bạn lưu ý là phải bấm phím power này hai lần liên tiếp, và thông thường là sau 5 phút thì chúng ta mới được rút điện ra. Đó là những cái lưu ý tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web vnpc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.